Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 18 tháng 7 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 7 tăng giảm trái chiều tại sàn London. Giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh, trong khi cà phê trong nước duy trì đà tăng nhẹ ở các địa phương. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch sáng nay, đối với giá cà phê Robusta tại sàn London ở kỳ hạn sau tháng 9 năm 2023 tăng thêm 12 USD trên tấn với mức tăng là 0,47%, lên mức giao dịch là 2.552 USD trên tấn. Ở kỳ hạn ra tháng 11 năm 2023, giá cà phê tăng 1 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 2.406 USD trên tấn. Trong khi đó, ở các kỳ hạn giao xa khác lại giảm nhẹ. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 và tháng 11 trên sàn London tương đương với mức giá là 59.500 đồng và 56.100 đồng 1 kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh. Ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê giảm đi 5 cent trên pound với mức giảm là 3,11%, xuống mức giao dịch là 155,8 cent trên pound. Trong khi đó, kỳ hạn giao tháng 12 năm 2023, giá cà phê giảm đi 4,65 cent, xuống mức giao dịch là 155,65 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Hai ổn định trái chiều. Sức mạnh sớm của đồng đô la vào thứ Hai đã ảnh hưởng đến giá cà phê. Tuy nhiên, cà phê Robusta đã phục hồi những khoản lỗ ban đầu và tăng cao hơn do nguồn cung khan hiếm khi hàng tồn kho cà phê Robusta do ICE theo dõi vào thứ Sáu tuần trước giảm xuống mức thấp kỷ lục là 5.422 lô. Lợi nhuận từ cà phê Robusta bị hạn chế do chuyển nguồn âm từ thứ Năm tuần trước khi Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê của Brazil báo cáo xuất khẩu cà phê Robusta tháng 6 của Brazil tăng 60% so với cùng kỳ lên 230.653 bao. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận ở các địa phương, tăng nhẹ 200 đồng trên 1 kg. Sáng nay giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 65.000 tới 67.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức giá là 65.100 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 65.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga thu mua với mức giá là 66.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 66.700 đồng và 66.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai thu mua quanh mức giá là 65.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, mức giá là 65.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá là 66.600 đồng 1 kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lắk, mức giá là 66.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá là 65.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, ghi nhận ở mức 66.800 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 67.000 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, thu mua quanh mức giá là 67.100 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 66.900 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.